ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Lâm vất vả chiến đấu để thoát bóng ma của ông Trần Đại Quang. Đại tướng Tô Lâm thì đã yên vị tại ghế chủ tịch nước, nhưng chức Bộ trưởng Bộ Công an do ông để lại thì vẫn chưa chọn được người. Hiện nay, tình hình chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam rối ren hơn bao giờ hết. Cứ mỗi lần có ghế trống thì các phe phái lại phải tốn rất nhiều công sức để đấu đá với nhau, giành chiếc ghế cho mình. Ghế chủ tịch nước phải gần 2 tháng mới chọn được người, tiếp đến là ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thường thì người ngồi chiếc ghế chủ tịch nước không có gì để đặt điều kiện với các phe khác, nhưng với Tô Lâm thì lại khác, ông vẫn đang đấu ngang ngửa với phần còn lại trong Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không như các chủ tịch nước khác trước đây. Ông có quyền uy đáng kể mặc dù đã không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Phải nói rằng trong các nhiệm kỳ của ông vừa qua, ông đã bố trí được rất nhiều đàn em là đồng hương Hưng Yên của ông nắm Bộ Công an, đến mức những quan chức ở đây nói rằng đây là Bộ Hưng Yên. Sức mạnh mà Tô Lâm đang có được xây dựng bằng các mối thù giữa ông và các đồng chí của ông. Sức mạnh của Tô Lâm là sức mạnh tàn phá và uy hiếp, buộc các đối thủ phải vâng lời. Nếu không muốn bị tiêu diệt, bị quẳng vào lò và nhận án rất nhiều năm, tài sản bị tịch thu. Tô Lâm hoàn toàn không có khả năng thuyết phục người khác để mà lôi kéo đồng minh. Chính vì thế, trong mắt các nhân vật lớn hiện nay, Tô Lâm hiện lên như là một con người nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ. Vì trong tay ông được biết có rất nhiều hồ sơ đen của quan chức từ trung ương đến địa phương đã chuẩn bị. Một khi tạo sức mạnh bằng cách chất thêm thủ oán, thì cái ghế mà Tô Lâm đang ngồi sẽ luôn được trực trở nguy hiểm. Để bảo vệ được chính mình, Tô Lâm chỉ có thể trở nên mạnh hơn họ, chứ không còn con đường nào khác cả. Nếu không có thực quyền, có thể các đồng chí lại dành cho Tô Lâm một số phận cũng như Trần Đại Quang mà thôi. Đó là sự ra đi bí ẩn với những căn bệnh không thể chữa khỏi. Cuộc chiến tại Bộ Công an là cuộc chiến mang tính sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Đại tướng Tô Lâm. Nếu điều khiển được Bộ Công an thông qua đồ đệ, thì ông Tô Lâm có đủ sức mạnh để hoạch định chức Tổng Bí Thư trong Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Thậm chí Tô Lâm còn có lợi thế hơn cả ông Phạm Minh Chính vì nắm được hồ sơ đen của ông Phạm Minh Chính với nhiều mối quan hệ, đặc biệt với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngược lại, nếu để vuột mất Bộ Công an vào tay kẻ khác, thì kẻ thù sẽ tận dụng cơ hội này để ra tay với ông Tô Lâm mà không hề nương nhẹ. Phạm Minh Chính là người rất giỏi tung đòn đánh lén, vốn đã đánh lén thành công một lần đối với Tô Lâm. Bóng ma Trần Đại Quang vẫn đang lẩn vẩn. Muốn hiểu bóng ma mang nghĩa huyền bí cũng được, mà hiểu bóng ma theo nghĩa là cái dớp cũ của Trần Đại Quang để lại cũng đúng. Kể từ khi Trần Đại Quang chết, ba chủ tịch nước tiếp theo đều gặp vấn đề bằng cách này hay cách khác. Ông Nguyễn Phú Trọng thì suýt chết ở Kiên Giang trong lần đột quỵ thứ nhất, ngay vào lúc mà thế lực của ông đang trên chính trường mạnh nhất. Còn hai đời chủ tịch nước sau đó đều bị rơi ra khỏi ghế chỉ trong thời gian rất ngắn và ngậm đắng nuốt cay về nhà. Trong bốn đời chủ tịch nước sau Trần Đại Quang, không ai có lối đi giống ông bằng Tô Lâm, cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an trước khi trở thành chủ tịch nước, cũng là người gây thủ chuốc án với rất nhiều đồng chí của mình và cũng có âm mưu tạo phản. Trần Đại Quang được cho là chỉ mới trong giai đoạn ủ mưu, còn Tô Lâm thì đã bộc lộ mưu đồ và thành công khiến cho hai đệ tử ruột của ông Tổng bị dụng rất nhanh và Ban Bí Thư cũng bị bắn gần hết. Giờ đây Tổng Trọng đã phải rất vất vả để kiềm chế bằng được con ngựa trứng Tô Lâm. Việc của Tô Lâm cần phải làm là dành cho bằng được ghế Bộ trưởng Bộ Công an về cho đàn em Hưng Yên, nếu thành công thì cải luôn Nguyễn Duy Ngọc vào ghế Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thì may ra Tô Lâm mới thoát được bóng ma của Trần Đại Quang. Tuy nhiên, ông cũng chỉ có thể thoát được lối mòn do Trần Đại Quang để lại. Còn nếu thực sự có bóng ma theo nghĩa huyền bí, thì Tô Lâm chỉ có thể cầu trời. Tô Lâm là tướng công an có nhiều tội ác với nhân dân, trong đó nổi bật là vụ Đồng Tâm. Đây là vụ án cho thấy mức độ tàn ác của cựu Bộ trưởng Bộ Công an này. Với việc cụ Lê Đình Kình, một người lão thành cách mạng, là đồng chí của Tô Lâm cũng bị giết chết trên giường ngủ và bị mổ bụng phanh thây.
Với bản chất như thế, giả sử Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư thì ngay trong đảng cũng xảy ra tình trạng thanh trừng khốc liệt. Bởi nếu Tô Lâm lên ngôi chí tôn thì tội ác cũng sẽ được dịp lên ngôi theo cấp số nhân. Nhiều ý kiến đánh giá Tô Lâm tàn ác còn hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Ngôi ghế Chủ tịch nước Tô Lâm vất vả chiến đấu để thoát bóng ma Trần Đại Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tổng sức yếu, Tô thủ vũ khí bí mật, thủ đánh lén, ai sẽ lên ngồi? Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải dốc hết sức lực, tích góp trong nhiều tháng qua để mà có mặt ngồi trên chiếc ghế điều khiển. Đây là hội nghị mang tính sống còn với sự nghiệp chính trị của ông, nên ông không thể vắng mặt. Hình ảnh tại hội nghị Trung ương 9 cho thấy sức khỏe của ông Tổng Bí thư không được tốt. Sau đó, trong ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, ông đã vắng mặt. Có thể ông vắng mặt để dưỡng sức cho những ngày cực nhọc ở các hội nghị Trung ương tiếp theo. Hội nghị Trung ương 9 giải quyết xong việc kế nhiệm cho chiếc ghế Chủ tịch nước và ghế Chủ tịch Quốc hội. Nhưng đấy chỉ là phần nổi, bởi đằng sau chiếc ghế Chủ tịch nước mới là chiến trường thực sự của các phe cánh. Và thực tế, Hội nghị Trung ương 9 đã không thể quyết định được nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, là một chiếc ghế rất có quyền lực, bởi vì các quan chức từ Trung ương đến địa phương ai cũng sợ vị Bộ trưởng này khui ra những phốt của mình và sẵn sàng bắt bỏ tù không tha, mà kể cả bắt sống, nghĩa là không qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kỷ luật đảng mà bắt luôn cả bí thư hoặc chủ tịch tỉnh. Hội nghị Trung ương 9 không phân được ai nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì cũng có nghĩa là cuộc họp của Bộ Chính trị trước đó cũng không chọn được người vào ghế Bộ trưởng này. Bộ Chính trị là sân chơi của Tổng Trọng, trong đó phe của ông ít nhất có 6 người, trong khi phe của Tô Lâm chỉ có một mình ông. Vậy mà Tổng Trọng vẫn không thể đưa được một trong ba người của ông vào vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này cho thấy dù Tô Lâm chỉ một mình nhưng vẫn đủ sức để đấu ngang ngửa với phe của Tổng Bí thư đông đúc ngay trong Bộ Chính trị. Ông Tổng có uy tín trong đảng hơn ông Tô Lâm, đồng thời ông cũng nắm được Ban Bí thư với 5 ủy viên Bộ Chính trị tại thời điểm đó. Vậy mà ông không thể khiến được Bộ Chính trị nghiêng hoàn toàn về phe ông thì đây là dấu hỏi to tướng về quyền lực của ông Tô Lâm mạnh đến cỡ như thế nào, khiến ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thể quyết nổi. Hiện nay trong Bộ Chính trị không ai thích Tô Lâm, họ chỉ ghét và sợ mà lại không dám ra mặt để chống đối ông đại tướng này. Vậy câu hỏi đặt ra là vũ khí bí mật của ông Tô Lâm là gì? Rất nhiều người muốn biết điều đó. Chỉ biết rằng Tô Lâm có thứ vũ khí bí mật, chứ không ai biết chính xác đó là vũ khí gì cả. Tuy nhiên có thể đoán đấy là những sấp hồ sơ đã được điều tra rất kỹ càng mà chưa công bố, vẫn đang nằm trong két của Bộ Công an mà ông Tô Lâm đã nắm được. Chỉ cần lặng lẽ gửi những tập hồ sơ này cho riêng từng người thì Tô Lâm hoàn toàn có thể điều khiển được họ, muốn làm gì được đấy họ phải vâng lời. Xem ra cuộc cạnh tranh giành vị trí Bộ trưởng Bộ Công an khó có thể ngã ngũ sớm. Một khi đã bất phần thắng bại Bộ Chính trị và cũng bất phần thắng bại tại Hội nghị Trung ương thì giờ đây rất có khả năng tình trạng giằng co này sẽ kéo dài. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, tưởng chừng khi Phạm Minh Chính tung đòn bất ngờ tước chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm thì sẽ hạ gục được tân Chủ tịch nước. Nhưng không, kỳ họp Quốc hội lần này vẫn không thể bỏ phiếu chọn được Bộ trưởng Bộ Công an. Với việc đánh lén của Phạm Minh Chính, nếu Tô Lâm vẫn đủ khả năng để điều khiển Bộ Công an thì rất có thể người phải sợ là ông Phạm Minh Chính chứ chẳng phải ai khác. Ra đòn ngay lúc Tô Lâm yếu nhất mà không thể làm ông hạ gục ngã ngay thì đấy không phải là tin tốt lành gì cho ông Phạm Minh Chính cả, vì bất cứ lúc nào ông có thể cũng bị Tô Lâm phản đòn ngay. Nếu duy trì thế giằng co lâu ngày thì ông Trần Quốc Tỏ là em trai ông Trần Đại Quang lại là người được lợi nhất. Vị trí Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, ông Trần Quốc Tỏ đã được phân công điều hành Bộ Công an tạm thời. Đây là cơ hội vàng để ông Trần Quốc Tỏ củng cố sức mạnh. Ông Tỏ có thể tận dụng quyền điều hành để xây dựng chân rết cho riêng mình. Về lâu dài, có thể loại Tổng Bí thư ra khỏi cuộc chơi
vì vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng của ông. Nếu để tình trạng giằng co càng kéo dài thì lại càng có lợi cho Tô Lâm. Cho nên bài toán lúc này là cả Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính cần liên minh, quyết tâm hạ Tô Lâm càng sớm càng tốt thì mới đỡ được gánh lo lâu dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng sức yếu, Tô thủ vũ khí bí mật, Thủ đánh lén, ai sẽ lên ngồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.